Hãy cảnh giác nếu ngủ dậy mà có một trong ba dấu hiệu này, rất có thể bạn đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Kính chào quý vị cô bác đang theo dõi video trên kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Cô bác thân mến, buổi sáng là thời điểm chúng ta bắt đầu một ngày mới để sinh hoạt, để làm việc và tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng với những bệnh nhân ung thư gan, đây lại là lúc mà những dấu hiệu của bệnh biểu hiện rõ nhất. Hay nói cách khác là thời gian sống của họ đang ngày càng rút ngắn lại nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy biểu hiện của bệnh ung thư gan vào buổi sáng là gì? Kính mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong video ngày hôm nay. Cảnh báo, 3 dấu hiệu ung thư gan vào buổi sáng mà bạn không nên bỏ qua. Đi viện chữa sớm thì khỏi 100%, chủ quan lơ là thì sớm về với ông bà tổ tiên. Thứ nhất, buổi sáng đánh răng bị chảy máu, 80% gan đã bị xơ cứng và ung thư gan đã ập đến. Để mà đánh giá tình trạng của gan, cô bác nên quan sát cơ thể vào buổi sáng khi mới ngủ dậy. Vì đây là lúc cơ thể khỏe mạnh nhất nên sẽ dễ dàng nhận biết được những triệu chứng bất thường. Đánh răng bị chảy máu là hiện tượng mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp phải. Tuy nhiên nếu hiện tượng này lặp lại thường xuyên, liên tục và xuất hiện ngày càng nhiều máu đỏ đặc thì cô bác hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin dữ rằng 99% cô bác đã bị bệnh ung thư gan. Bởi gan là một trong những cơ quan tham gia vào quá trình đông máu trong cơ thể. Khi đã bị ung thư, gan không thể tham gia vào quá trình này nữa nên sẽ gây ra chảy máu chân răng thường xuyên. Ngoài ra, chảy máu chân răng cũng có thể cảnh báo một số bệnh khác như sốt xuất huyết, tiểu đường, nóng trong, nên tốt nhất cô bác nên đi thăm khám càng sớm càng tốt. Còn thông thường, nếu tình trạng chảy máu chân răng thỉnh thoảng mới xảy ra thì không phải là vấn đề đáng lo ngại. Cô bác yên tâm là tình trạng này sẽ chấm dứt trong vài ngày và không bị tái lại. Tốt nhất mọi người nên vệ sinh răng miệng đều đặn, hạn chế hút thuốc lá và đi lấy cao răng định kỳ ít nhất 2 lần một năm để bảo vệ sức khỏe răng miệng tốt nhất. Thứ hai, ho thường xuyên vào buổi sáng, chắc chắn cơ thể đã bị ung thư phổi. Có thể cô bác chưa biết, tại Việt Nam, ung thư phổi là bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số 10 loại ung thư thường gặp. Tuy nhiên, theo bác sĩ, nếu phát hiện sớm thì phương pháp điều trị sẽ hiệu quả hơn rất nhiều và tỷ lệ sống cũng rất cao. Vậy dấu hiệu rõ nhất của ung thư phổi đó là gì? Câu trả lời đó chính là ho, đặc biệt là ho thường xuyên vào buổi sáng, cô bác nhé. Có tới 77% người ung thư phổi cho biết họ nhận thấy điều này. Nó kéo dài khoảng 1-2 tuần, nhưng chủ quan nghĩ rằng do viêm họng hoặc là cảm lạnh nên không đi khám. Đến khi ho nặng hơn, phát hiện máu trong đờm, đến bệnh viện kiểm tra thì thấy phổi đã bị khô, bị lao và thậm chí là cả ung thư phổi. Nghiêm trọng hơn, nếu ung thư phổi đã di căn đến thành ngực, xương sườn hoặc màng phổi, nó sẽ gây sưng các hạch bạch huyết ở khu vực này, thì bệnh nhân có thể bị tức ngực, khó thở và khàn tiếng. Ở giai đoạn sau của ung thư phổi, bệnh nhân sẽ ho ra nhiều hơn một thìa cà phê máu, tắc nghẽn đường thở, máu xâm nhập vào phổi dẫn tới ngạt thở và tử vong. Từ trước tới nay, người ta vẫn cho rằng chỉ những ai hút thuốc lá thường xuyên thì mới dễ bị ung thư phổi. Tuy nhiên trên thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh, thậm chí những người chưa bao giờ chạm tay vào điếu thuốc cũng được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Chính vì thế, nếu những cơn ho dai dẳng kéo dài hơn 2 tuần thì cô bác nên thận trọng và đi khám sớm để được điều trị kịp thời, không nên tự ý mua thuốc uống ở nhà. Thứ ba, thường xuyên đau bụng vào buổi sáng, dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày không thể bỏ qua. Thời gian gần đây, mạng xã hội đang xôn xao với thông tin một cô gái trẻ tên là Lê Minh Phương, 26 tuổi ở Kiên Giang, đã qua đời chỉ sau 12 giờ phát hiện mắc ung thư dạ dày. Sự ra đi của cô gái khiến gia đình bạn bè vô cùng bàng hoàng, xót xa. Theo lời kể của người thân, cô gái thường xuyên bị đau bụng vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, nhưng cơn đau thường qua nhanh nên chủ quan không đi khám. Ngày 30 tháng 4, cơn đau dữ dội hơn rất nhiều, nên cô tới một bệnh viện ở Phú Quốc để kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm ruột và cho đơn thuốc về nhà uống. Tuy nhiên do tình trạng đau không thuyên giảm, nên cô đặt vé máy bay về thành phố Hồ Chí Minh để khám. Đến mùng 4 tháng 5, cô được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây,
bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày. Trưa cùng ngày, bác sĩ thông báo với gia đình cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sau khi làm các thủ tục khám bệnh, cô gái này rơi vào tình trạng hôn mê, phải thở máy và xuất huyết tiêu hóa nặng. Tối cùng ngày, sức khỏe của cô diễn biến xấu, hôn mê sâu, không đo được huyết áp nên bác sĩ khuyên gia đình đưa về nhà. Khi xe đi tới Tiền Giang, cô gái 26 tuổi đã chút hơi thở cuối cùng, chỉ sau 12 tiếng nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư. Sự ra đi đột ngột này của cô gái khiến người nhà đau xót, bởi buổi sáng cuối cùng vào bệnh viện khám, Phương vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, phó giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết ung thư dạ dày hiện đứng top 4 trong các ca bệnh ung thư thường gặp tại Việt Nam. Theo đó, đau bụng lặp lại trong thời gian dài mỗi khi thức dậy buổi sáng được đánh giá là có liên quan đến ung thư, phổ biến nhất là ung thư dạ dày. Vì thời điểm buổi sáng khi vừa thức dậy, cơ thể sẽ bị thiếu dinh dưỡng sau một đêm dài. Nếu đói bụng, tế bào ung thư cũng đói theo và phát ra tín hiệu đau nhức. Nếu được phát hiện sớm, căn bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát tốt, chất lượng điều trị hiệu quả rất cao. Bên cạnh đó, người dân cũng nên thiết lập thói quen khám định kỳ 6 tháng một lần để có thể phát hiện được bệnh giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị. Thứ tư, thường xuyên đi đại tiện ra máu vào buổi sáng thì chắc chắn bệnh ung thư đại trực tràng đã ghé thăm. Nếu một sáng đẹp trời, cô bác phát hiện ra mình đi ngoài có kèm theo cả máu tươi thì đừng chần chừ, hãy thu xếp thời gian để tới bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt, bởi vì đây là một trong những dấu hiệu phổ biến của ung thư đại trực tràng. Bệnh xảy ra khi các tế bào ở đại trực tràng hoặc trực tràng phát triển bất thường, hình thành khối u tại các vị trí này. Trong quá trình phát triển, khối u làm suy yếu niêm mạc đường tiêu hóa, gây chảy máu và khiến bệnh nhân đại tiện ra máu hay có máu lẫn trong phân. Ngoài ung thư da, chảy máu khi đại tiện cũng là dấu hiệu cho thấy cô bác bị polyp trực tràng. Đây là tình trạng mà niêm mạc ở trực tràng tăng trưởng quá nhanh, khiến niêm mạc ruột hình thành khối u lành tính. Khi mắc bệnh này thì người bệnh sẽ có dấu hiệu đi ngoài ra máu từng đợt, hậu môn có thể đau hoặc không đau, để lâu thì cũng biến chứng thành ung thư. Thứ năm, đau sát họng, khàn tiếng vào buổi sáng, minh chứng cho thấy cơ thể đã bị bệnh ung thư vòm họng tấn công. Hiện nay, ung thư vòm họng đang là mối đe dọa tiềm ẩn rất nguy hiểm, nhất là ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, ung thư vòm họng đang ngày càng trở nên phổ biến. Theo thống kê từ Bệnh viện K, Hà Nội, loại ung thư này đứng thứ 5 chỉ sau ung thư phổi, vú, tử cung, buồng trứng, ung thư gan và là bệnh đứng đầu trong các ung thư vùng đầu, cổ với tỷ lệ 9 trên 100 ca mắc mỗi năm. Hầu hết các trường hợp phát hiện bệnh đều đang ở giai đoạn cuối, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Do đó, việc phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tiên lượng sống sau 5 năm của người bệnh. Thống kê cho thấy, phần lớn những ca bệnh đều được phát hiện rất muộn khi đã ở giai đoạn cuối, nên tỷ lệ chữa khỏi đối với căn bệnh này là rất thấp. Các triệu chứng bất thường ở bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu thường rất khó nhận biết, thường hay bị nhầm lẫn với bệnh thông thường ở tai mũi họng, nên dễ gây ra sự chủ quan và không khám chữa kịp thời. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể phát hiện ra bệnh sớm nếu nhận thấy mình thường xuyên bị đau sát họng, khàn tiếng vào buổi sáng. Bởi vì ở giai đoạn ban đầu của bệnh, các khối u tuy chưa phát triển rõ ràng nhưng lại có thể gây tổn thương tới các tế bào lành tính ở vùng họng. Chúng đè nén lên các cơ quan hạch bạch huyết, dẫn tới tình trạng đau sát cổ họng và lâu dần khiến tiếng người bệnh bị khàn. Nhìn chung, ung thư vòm họng nguy hiểm không chỉ vì tỷ lệ tử vong cao mà còn do bệnh rất khó phát hiện, khi phát hiện thì ở giai đoạn muộn, việc điều trị khó khăn và kém hiệu quả. Chính vì vậy, việc chủ động phòng ngừa bệnh bằng những biện pháp dưới đây là rất quan trọng. Theo chuyên gia, chế độ ăn khoa học là điều kiện tiên quyết để mang tới một cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật. Để phòng ngừa ung thư vòm họng, cô bác cần hạn chế những loại thực phẩm muối chua như kim chi, dưa cà, dưa muối hoặc các món nướng, vì khi nướng lên sẽ sinh ra những chất gây ung thư. Trên đây là 5 dấu hiệu cảnh báo các bệnh ung thư vào buổi sáng sau khi ngủ dậy.
ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Với những tiến bộ của y học, hiện nay nhiều loại ung thư đã có thể điều trị được. Nhưng các triệu chứng ung thư ở giai đoạn sớm thường mơ hồ hoặc không có triệu chứng, khiến cho nhiều người bệnh bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Vì vậy, việc nhận biết được các dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư là rất quan trọng. Cô bác hãy lưu tâm nhé! Tiếp theo, mời quý vị cô bác cùng chuyển sang phần 2 của chương trình với nội dung 3 sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng điều hòa khiến vừa hại sức khỏe, vừa tốn kém chi phí. Hè đến, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nắng nóng oi bức kéo dài, khiến cho nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ và sử dụng điều hòa hiệu quả. Việc sử dụng sai cách trong thời gian kéo dài sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và ví tiền của người tiêu dùng. 1. Thường xuyên đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa. Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng điều hòa. Nếu cô bác sử dụng điều hòa mà thường xuyên đóng chặt cửa, không khí trong phòng có thể trở nên độc hại 2-5 lần không khí ngoài trời. Chính vì vậy, cô bác nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm máy lạnh có chức năng lọc không khí. Tuy vậy, cô bác cũng nên hạn chế đóng mở cửa phòng để hơi lạnh không bị thất thoát, nhưng đừng nên để không khí trong phòng trở nên bí quá, gây hại cho sức khỏe của mình. Khoảng 15-30 phút, cô bác hãy mở cửa phòng để căn phòng có thể thở, làm mới không khí cho căn phòng. Khi mua máy điều hòa, cô bác nên chọn những loại dòng máy điều hòa thế hệ mới, có trang bị kèm các chức năng lọc khí và diệt khuẩn cho không khí. 2. Sử dụng điều hòa ngay khi từ ngoài trời nắng về. Khi trời nắng nóng, nhiều người dùng muốn căn phòng mát nhanh hơn nên để nhiệt độ rất thấp. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột của môi trường trong phòng điều hòa với môi trường xung quanh cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sốc nhiệt. Do lúc này, cơ thể của cô bác tiếp xúc với nhiệt độ mới đột ngột, chưa kịp thích ứng dễ dẫn đến các triệu chứng như mất muối, mất nước khi sốc nhiệt. Sốc nhiệt là khi cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột từ lạnh sang nóng và ngược lại. Một số triệu chứng phổ biến của tình trạng này có thể kể tới như nhịp tim nhanh, da khô và nóng nhanh, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, hoa mắt. Thậm chí tình trạng sốc nhiệt nặng còn dẫn đến nói lắp, lú lẫn, mê sảng, kích động, khó chịu, co giật và hôn mê, hoặc thậm chí dẫn đến tử vong. Theo bác sĩ khuyến nghị, trước khi ra khỏi phòng hãy tắt điều hòa ít nhất 30 phút. Nếu cô bác vừa đi từ bên ngoài về thì không nên vào phòng bật sẵn điều hòa ngay, mà hãy chờ từ 10-15 phút để cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới vào. Hãy đứng ở cửa nhà vài phút để thích nghi với nhiệt độ của phòng, rồi mới bước vào nhà thay đổi nhiệt độ điều hòa từ từ. Khi điều chỉnh nhiệt độ, cô bác cũng cần đảm bảo nhiệt độ môi trường ngoài trời với điều hòa không quá chênh lệch, nhằm phòng ngừa tình trạng sốc nhiệt. Mức chênh lệch nhiệt độ an toàn là từ 7-10 độ C. Ngoài ra, việc để nhiệt độ quá thấp sẽ khiến điều hòa phải làm việc hết công suất để làm lạnh nhanh, gây tốn điện. Vì vậy, hãy chú ý đảm bảo bật điều hòa ở nhiệt độ hợp lý để vừa có thể bảo vệ được sức khỏe mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí. 3. Máy điều hòa không được bảo trì thường xuyên. Bất kể là loại điều hòa có chức năng lọc chất bẩn trong không khí hay điều hòa thông thường, chúng cũng đều giữ lại một phần bụi bẩn và cả hơi ẩm khi hút khí vào để làm lạnh. Chất bẩn đọng lại có thể tiếp tục bị phân tán theo luồng khí tỏa ra bất cứ lúc nào, còn hơi ẩm sẽ gây ra mốc, rỉ sét bên trong hệ thống điều hòa khi ngưng tụ kéo dài quá lâu, vừa giảm tuổi thọ và hiệu năng, vừa tốn điện. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng điều hòa không được vệ sinh thường xuyên chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi khuẩn, nấm mốc tích tụ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Do đó, cô bác hãy cố gắng vệ sinh bộ lọc điều hòa 2 tuần một lần để đường ống thoát ra của điều hòa không bị tắc, đảm bảo rằng cổng cấp khí không bị cản trở, giảm tổn thất do tắc nghẽn và đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng. 4. Bật tắt điều hòa liên tục. Nhiều người tiêu dùng có thói quen ra khỏi phòng dù chỉ chốc lát là lập tức tắt điều hòa để tiết kiệm điện, hoặc có trường hợp khi bật máy thường để nhiệt độ lạnh sâu, chờ cho phòng thật mát thì tắt điều hòa và bật quạt, đến khi cảm thấy nóng thì lại bật máy một lúc. Thực tế, đây là một sai lầm làm tốn điện thêm, nhanh hỏng máy, lại còn làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Việc liên tục thay đổi nhiệt độ phòng sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe,
nhất là đối với người già và trẻ em. Khi khả năng tự ổn định thân nhiệt ở mỗi người khác nhau, nhưng dù với người khỏe mạnh đến đâu, việc ở lâu trong một môi trường nhiệt độ thay đổi liên tục cũng dễ bị sốc, có thể gây ra các triệu chứng đau đầu, cơ thể mệt mỏi, khó chịu, giống như bệnh cúm, thậm chí là cả những bệnh về đường hô hấp. 5. Lạm dụng điều hòa trong thời gian dài. Không ít người có thói quen ngồi lâu trong phòng điều hòa với nhiệt độ chênh lệch đáng kể so với nhiệt độ ngoài trời. Thói quen kéo dài này có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, cảm lạnh, dị ứng, khô da. Do đó, cô bác chỉ nên ngồi trong phòng điều hòa liên tục từ 4 đến 5 giờ, ngoại trừ khi đi ngủ. Sau thời gian này, hãy tiếp xúc với không khí bên ngoài môi trường. Sau 7 tới 8 tiếng, hãy tắt điều hòa rồi mở cửa phòng để không khí được lưu thông. 6. Luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào người. Để cơ thể mát nhanh hơn thì nhiều người có thói quen đứng trước hướng gió điều hòa thổi. Nhưng nhiệt độ không khí trong phòng lại có sự chênh lệch đối với nhiệt độ luồng khí sẽ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt. Các chuyên gia cho rằng người dùng nên tránh để luồng gió từ điều hòa thổi trực tiếp vào người. Hơn nữa, khi lựa chọn vị trí lắp đặt cần phải cân nhắc đến nơi luồng không khí từ điều hòa có thể lan đến khắp phòng, tránh để điều hòa nơi quá thấp. 7. Chọn sai chế độ trên điều hòa. Chọn sai chế độ là một trong những nhầm lẫn mà người dùng hay mắc phải trong quá trình sử dụng điều hòa. Điều này khiến cho điều hòa hoạt động không đúng với mục đích mà cô bác mong muốn, gây lãng phí điện năng hoặc gây ra những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe như khô da, khô giác mạc, khô niêm mạc mũi. Dưới đây là một số chế độ trên bảng điều khiển điều hòa mà cô bác nên chú ý để sử dụng cho phù hợp hơn với nhu cầu của mình nhé. Chế độ auto. Khi bật chế độ này, quạt quay nhẹ trong khoảng 1 phút rồi thiết bị sẽ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá cao hoặc thấp hơn so với nhiệt độ bên ngoài. Chế độ cool. Đây là chế độ làm lạnh nhanh và được sử dụng để giữ cho nhiệt độ phòng luôn ở mức ổn định. Chế độ fan. Khi sử dụng chế độ này, máy lạnh sẽ tắt nhưng quạt vẫn tiếp tục hoạt động. Đây là chế độ được sử dụng để lưu thông không khí trong phòng của cô bác. Chế độ dry. Chế độ được khởi động sẽ giúp làm giảm độ ẩm trong phòng của cô bác trong những ngày mưa và độ ẩm không khí quá cao. Thời gian sử dụng chế độ dry là nằm trong khoảng từ 1 tới 2 giờ. Cuối cùng, mời quý vị cô bác cùng lắng nghe tác phẩm truyện ngắn mang tên Bà Sofa và Phòng Khách. Vậy là có thêm phòng khách và có thêm cái ghế sofa. Không phải một bộ, chỉ là một cái ghế dài bọc vải loại xoàng. Thường thì tôi thấy người ta hay sắm cả bộ, có ghế dài, ghế ngắn, gối tựa với cả bàn nước nữa. Nhưng ba mẹ tôi mua nó từ một cửa hàng thanh lý đồ cũ nào đó mà chỉ lấy mỗi một cái ghế dài này thôi. Chuyện là bà tôi sắp vào ở với chúng tôi. Mọi khi cái phòng này chỉ là chỗ để xe. Nhà tôi chẳng có sân hay mái hiên gì cả. Đường kiệt cách cái phòng mà tôi đang đứng này có mấy bước chân. Nói cho sang là làm phòng khách vậy thôi, chứ buổi tối vẫn phải dắt xe vào đây. Có điều đã dẹp được một góc để sofa và tivi hợp lý. Sofa thì vừa mua, còn tivi là đem từ phòng ba mẹ xuống. Ý tưởng về cái phòng khách này là nhờ tôi làm mình làm mẩy mới có, chứ ban đầu ba mẹ tôi cũng chưa nghĩ đến. Bà sẽ ở chung phòng với tôi, sắp xếp này khiến tôi dễ nảy lên. Tôi làm sao chia sẻ giang sơn của mình cho bà được chứ? Nhưng tầng 2 chỉ có một phòng ngủ và bà tuổi cao chân yếu không tiện leo lên leo xuống cầu thang. Tôi cảm giác như ba mẹ tôi chẳng tính gì đến mấy chuyện này lúc xây nhà. Nghĩ tới cảnh mình không còn chút riêng tư nào nữa khiến tôi phát điên, nhưng đó là quyết định cuối cùng. Hai vị phụ huynh của tôi sắm thêm một chiếc giường 1m2 đặt ở góc kia phòng đối diện giường tôi, vì tôi quả quyết sẽ không ngủ chung với bà. May là phòng ngủ của tôi cũng rộng, mặc dù là bà và cháu gái ruột thịt lắm, nhưng từ hồi nào đến giờ tôi có tiếp xúc với bà mấy đâu. Thêm nữa, trong nhóm bạn tôi có đứa cũng đang sống cùng ông bà ở quê vào, nên tôi biết người già khó tính lắm, nó gặp đủ thứ rắc rối, tôi không muốn giống nó. Vậy là tôi cự nự, cuối cùng ra được cái phòng khách và chiếc tivi cho bà. Ba mẹ tôi bảo bà thích xem phim lắm và đã mua truyền hình cáp để bà xem thỏa sức.
Chi tiết này đã xoa dịu tôi đôi chút trong mấy ngày này. Một tuần kể từ ngày bà vào, một tuần của bao nhiêu xáo trộn trong nhà. Tôi dậy sớm, luôn phải dậy sớm vì bà dậy khi chưa được 5 giờ sáng. Trời ạ, bà bật điện vào nhà vệ sinh, sửa soạn gì đó mà sột soạt. Tôi trùng chăn qua đầu cố ngủ thêm một chút. Nhưng chẳng bao giờ được, bà bật bếp nấu ăn, leng keng, lẻng kẻng, lách cách. Bao nhiêu âm thanh từ nhà bếp vọng qua chỗ tôi nằm, vì phòng bếp và phòng tôi cách nhau có bức tường mỏng. Bà nấu nướng, rồi bà đánh thức cả nhà dậy ăn sáng bằng màn mở tivi choang choác. Vậy là tôi phải ăn ngày 3 bữa ở nhà, chán chẳng buồn nói. Buổi trưa bà cũng nấu rồi gọi mẹ về ăn, cả nhà chỉ mình ba là không phải về vì xưởng ở xa. Ba không về thì bà chuẩn bị phần cơm trưa sẵn trong hộp cho ba mang đi. Mẹ chẳng làm thế bao giờ. Lâu nay chuyện ăn uống của chúng tôi thoải mái biết nhường nào. Bà bảo chúng mày ăn uống phí quá, chẳng biết tiết kiệm gì cả. Gì thì gì, cứ phải cơm nhà. Hôm nào tôi đi học thêm là bà chuẩn bị cơm cho tôi ăn trước, hoặc là để phần cơm cho tôi học về thì ăn. Chưa bao giờ tôi thấy chuyện ăn uống áp lực như lúc này. Và ồn ào, ngột ngạt nữa. Tivi cứ mở ra xả cả ngày. Từ hôm có bà, chẳng bao giờ ngôi nhà được yên tĩnh, trừ khi bà ngủ. Tôi cần không gian riêng, tuyệt đối yên tĩnh mới quay và làm video như ý mình được. Bà vào ở một cái là tôi chẳng còn đăng được cái video nào ra hồn lên kênh của mình. Trước khi bà vào, phòng ngủ của tôi cũng là trường quay mini sang chảnh nữa đấy. Giờ thì tôi chán chẳng buồn bày biện. Không thể bảo bà tắt TV đi, mặc dù tôi biết là nếu tôi nói bà sẽ tắt. Có lần bà hỏi liệu tôi có cần bà tắt TV khi học bài không, và tôi trả lời là không, bà cứ xem đi. Lý do ư? Đó là bởi nếu tôi trả lời có thì bà sẽ tắt, và khi bà tắt là bà sẽ vào phòng đi nằm. Mà bà vào phòng là tôi còn thấy chán hơn nữa. Bà vào nhà tôi ở, chỉ có tôi là khổ, còn ba mẹ tôi thì làm như chẳng hay biết chuyện gì. Cứ đi đi về về, thỉnh thoảng không ăn cơm ở nhà thì bà công việc dạo này bận lắm. Hồi bà mới vào, ba mẹ còn hay nói chuyện với bà mỗi khi ăn tối. Người kể chuyện này, người kể chuyện kia. Giờ thì chẳng mấy khi tôi thấy ba mẹ nói. Không biết có phải do bà lãng hay nghe tiếng được tiếng mất mà nói to thì mệt nên ai cũng chán, hay là còn lý do gì khác mà tôi không biết. Khổ, mỗi khi bà thèm nói chuyện, bà tắt tivi sớm là tôi thấy mình bị tra tấn. Bà nằm bên kia giường, cứ gọi tên tôi rồi kể chuyện, toàn chuyện ở quê. Nhưng cuối cùng, tôi cũng dàn xếp được một phần rắc rối của mình. Đó là nhờ cái máy điều hòa trong phòng chúng tôi. Đang mùa nóng, tôi bật điều hòa suốt, chỉ tắt mỗi khi ra ngoài. Bà không chịu được cái máy này, bà cứ kêu lạnh, sùng mình, nổi gai ốc. Rồi bà trở chứng ho, đêm nào cũng khọt khẹt. Nhiều hôm, tôi đang ngủ phê pha, thì bà tìm cách điều khiển rồi tự ý tắt. Bà chẳng biết dùng mấy thứ máy móc này đâu. Tôi đoán là bà cứ cầm điều khiển bấm bừa, hết nút này qua nút khác, rồi nó cũng trúng nút nguồn để tắt. Hễ bà tắt là tôi dậy ngay, nóng phừng phực thế kia mà. Đêm nọ, tôi trở dậy tìm điều khiển, hình như bà cố tình giấu đi. Đã vậy, tôi phải tìm cho bằng được. Đúng lúc tìm thì bà dậy. Lạnh quá con ơi, bà nằm cái này, người cứ xoàng xoàng, cổ thì sát, thở nghe mệt. Tôi đáp lại ngay, nhưng mà nóng lắm, cháu không chịu được. Không có điều hòa, cháu ngủ ra mồ hôi, thế nào mai cũng ốm, rồi làm sao đi học. Tôi biết bà coi trọng chuyện học hành của tôi, nên điểm một phát trúng huyệt ngay. Bà đưa cái điều khiển đang giấu dưới gối cho tôi. Từ hôm đó, bà thường coi tivi rất muộn rồi ngủ luôn trên sofa. Đôi lần, tôi mơ màng thấy bà vào ôm gối và chăn mỏng ra phòng khách. Thỉnh thoảng, bà cũng vào phòng nằm, nhưng thường là gần sáng mới vào. 3-4 giờ gì đó, vào nằm một lúc rồi trở dậy. Ba mẹ tôi biết chuyện nên bắt thêm một cái quạt treo từ ngoài phòng khách, xem như không gian riêng của bà ở ngoài ấy. Tôi chẳng bao giờ tắt điều hòa khi ở nhà cả, nên nếu có vào phòng thì bà chỉ vào khi tôi ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật,
tôi đi dự sinh nhật đứa bạn thân nên sẽ không ăn tối ở nhà. Tôi báo với cả nhà chuyện hệ trọng này từ bữa tối hôm kia. Thật là sảng khoái mỗi khi được tự do thế này. Tiệc xong, tôi về nhà khi đã mười giờ hơn. Quái lạ, căn nhà hôm nay im du khiến tôi tưởng mình vào nhầm nhà ai nữa chứ. Phòng khách tối om, cái tivi im du thường ngày bà chẳng tắt sớm thế này, nhất là khi tôi đi chơi còn chưa về. Tôi lò dò bật công tắc, rồi đẩy chiếc xe máy điện vào nhà, chốt cửa lại. Ba mẹ tôi đều đã ngủ hay sao ấy, yên tĩnh tới nỗi như chẳng có ai trong nhà. Sống lưng tôi lạnh lạnh, rồi tôi trấn tĩnh lại, chắc bà đang ngủ trong phòng. Bà tranh thủ lúc tôi đi chơi để vào phòng ngủ ấy, mà bởi tôi về sẽ bật điều hòa lên ngay. Tôi lấy lại tự tin, bật đèn trong bếp lên để kiếm thứ gì cho vào bụng. Hôm nay tiệc vui, vui quá nên bụng chẳng có thứ gì ngoài mấy đồ ăn vặt và cốc tai. Tôi biết khi nào bà cũng để phần cho tôi chút gì đó, dù tôi có nói là không ăn, không ăn đâu. Vậy mà hôm nay bếp núc nhà tôi trống không, trong lồng bàn chỉ có chén nước chấm, nồi cơm điện chẳng dính lấy một hạt cơm nào, tủ lạnh cũng không có gì ăn liền được. Hay là cả nhà nhân lúc tôi đi chơi kéo nhau ra ngoài ăn. Bụng cồn cào, lòng bực bội, tôi vào phòng. Chẳng có bà tôi ở đó, chăn gối của bà không còn một cái. Nhìn qua dãy móc nơi bà móc áo quần, các thứ của mình, tất cả không còn, giống như chưa từng có bà ở đây. Tôi lao lên lầu, đập cửa phòng ba mẹ. Mẹ tôi vẫn thức nhưng chẳng điện đóng gì, ngoài một bóng đèn vàng leo lét trong góc phòng. Bà về rồi, lên xe khi 6 giờ hơn, sáng mai là tới quê. Ba xin nghỉ ở xưởng 2 hôm để đưa bà về. Thân già đường xa, bà dạo này lại hay ốm. Sao tự nhiên bà về không nói gì với con? Tôi thốt lên, chẳng biết mình đang nói gì nữa. Bà con nói chứ, bữa hôm kia, tại con không để ý thôi. Tôi không còn thê đói nhưng chân tay buồn rùn. Bất lực, tôi về phòng, cầm theo tờ giấy gói 700.000 đồng mà bà nhờ mẹ gửi cho tôi. Là tiền tiêu vặt bà cho tôi, mẹ bảo thế. Mẹ còn bảo bà dặn tôi khi ngủ đừng bật điều hòa thấp quá, hơi lạnh nó thấm vào người, lâu ngày không tốt. Tôi òa khóc. Bà về rồi nhưng phòng khách vẫn vậy, không ai dẹp ghế sofa hay tivi, mặc dù cả nhà chẳng ai xem. Suốt cả tháng như vậy chẳng ai xem, nhưng lần nào nhìn chiếc ghế, tai tôi cũng nghe thấy những âm thanh khi còn bà ở đây. Và tôi thấy bà nằm trên ghế, đắp ngang bụng cái chăn mỏng, dùng ngẹo cổ sang một bên ngủ thiếp đi. Một bữa, tôi thấy sợ cảm giác yên ắng, tĩnh không tiếng động của ngôi nhà mình đang sống. Vậy là tôi ra ngồi đó mở tivi lên cho nó nói rang ràng bên tai. Dạo gần đây, sau giờ cơm tối, thỉnh thoảng tôi thấy ba tôi hoặc mẹ tôi, hoặc có khi là cả hai ngồi xem tivi. Có lẽ hè này tôi sẽ về quê. Bà ơi! Thưa cô bác, gia đình là một tế bào của xã hội, nhưng bản thân gia đình cũng được coi như một xã hội thu nhỏ. Đạo đức trong gia đình được coi là điểm khởi đầu cho đạo đức trong xã hội. Gia đình có tốt đẹp, có hạnh phúc, vợ chồng có yêu thương, tương kính lẫn nhau, cha mẹ có quan tâm chăm sóc con cái có hiếu thuận, thương yêu cha mẹ. Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sự phồn vinh, văn minh của xã hội. Một gia đình có hạnh phúc bền vững, hiển nhiên lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Song yếu tố chung thủy, theo nhà Phật là yếu tố tiên quyết để có được một hạnh phúc bền vững. Từ xưa cho đến nay, biết bao gia đình có điều kiện vật chất, nhà lầu xe hơi, tiện nghi đầy đủ, quyền cao chức trọng, nhưng đôi khi bên trong gia đình ấy lại thiếu vắng tiếng cười và cuộc sống trở nên ngột ngạt vì chồng hoặc vợ của gia đình ấy đã có hình ảnh người thứ ba xen vào. Để ngăn chặn, hạn chế những khổ đau có thể gây ra cho gia đình, nhiều nhà tôn giáo đã đưa ra giới điều, khuyên săn, ngăn cấm người đệ tử tại gia có nhị tâm, ngược lại nên sống hết lòng chung thủy trước sau với người phối ngẫu của mình. Đức Phật, bậc minh triết giác ngộ ở Ấn Độ khi xưa đã dạy người cư sĩ tại gia phải giữ 5 giới cấm, trong đó có giới cấm thứ 3 là không tà dâm, nghĩa là không được phép quan hệ tình dục với người không phải là vợ hoặc chồng của mình.
Điều này đã trở thành một giới điều căn bản của một người cư sĩ tại gia, dù theo truyền thống Nam hay Bắc tông Phật giáo, hay bất cứ tông phái nào thuộc Phật giáo xuất hiện sau Phật nhập Niết Bàn. Giới thứ ba cấm tà dâm này, nếu một khi vi phạm thì bốn giới còn lại có thể được xem là bị tổn hại. Vì một khi vợ hoặc chồng không còn chung thủy, thì người kia đã vi phạm giới thứ tư không nói dối, hay chính là không còn chân thật. Một khi vi phạm giới thứ ba cấm tà dâm cũng có nghĩa là người ấy phạm giới cấm trộm cắp thứ hai, vì người ấy đã đánh cắp tình yêu và tình nhân của ai đó mà vốn là mình không được quyền hưởng. Một khi vi phạm giới thứ ba cũng có nghĩa là vi phạm giới thứ năm là cấm uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện, vì vụng trộm trong tình dục là một thứ nghiện ngập mà rất ít người đủ tỉnh táo thoát ra trước sự cám dỗ mê hoặc của nó. Một khi vi phạm giới cấm thứ ba, cấm tà dâm này, cũng có nghĩa là vi phạm giới cấm thứ nhất, cấm sát sanh, vì người ấy đã vô tình làm cho vợ hoặc chồng bị tổn thương và có thể dẫn tới cái chết, chết dần chết mòn vì khổ đau hoặc phải tự tử quyên sinh. Do đó, một người vi phạm giới cấm thứ ba, cấm tà dâm, cũng có nghĩa là người ấy đánh mất nhân cách của mình, đánh mất lương tri, phá vỡ mọi thứ tốt đẹp nhất mà xã hội tôn trọng. Vì vậy, người Phật tử phải tuyệt đối sống chung thủy với vợ hoặc chồng của mình, không nên vì sự yêu thích nhất thời mà đánh mất nhân phẩm và tương lai của mình. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cô bác nếu thấy video này hữu ích, xin hãy chia sẻ, like và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của cô bác để phục vụ được tốt hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác ở những video tiếp sau.